Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình với tiến sĩ Đinh Trung Quân từ miền Nam Cali. Thưa quý khán giả, hôm nay là thứ tư, ngày 28 tháng 9. Xin kính chào tiến sĩ Đinh Trung Quân. Xin kính chào quý khán giả của Người Việt Channel và xin chào anh Hoàng Bách từ Houston và tôi từ Nam Cali. Thưa quý khán giả, thời tiết ở Cali như thế nào? Nhưng mà riêng ở thành phố Houston của chúng tôi, lần đầu tiên sáng nay qua những ngày nắng nắng nóng thì sáng nay mở cửa ra thì thấy nhiệt độ đâu có 64-65 độ, rất là đẹp. Và chúng tôi đi chơi tennis thì thoải mái và trời trời rất là đẹp. Thì thưa anh Quân, ở miền Nam Cali của anh như thế nào? Làm sao mà Houston khoe, nghĩa là so sánh với Cali được. Sáng nay là khi mà tôi dậy đó thì là 67 độ. 67 độ mà hôm nay đó thì nó sẽ tăng tới độ 80, 82. Nhưng mà trong tuần tới thì có thể là nóng nữa, chứ không phải là không. Thì nó có dịu tí tí thôi. Nhưng mà ở chỗ phòng của tôi đó, phòng ngủ của tôi là còn có gió biển. Thành ra là quý vị thấy là rất là vui vẻ. Tại vì từ Huntington Beach là biển tới chỗ nhà tôi ở đó thì cũng phải là 5-6 mai. Mà 5-6 mai mà nó thổi thẳng vào được thì thế là rất là hay. Mà tôi không nghĩ tại sao nó không bị chiếm sao, nhưng mà trong phòng tôi là ít nhất là gió thổi thẳng tới. Rất là hay. Dạ, anh như vậy là anh được gió biển, trong khi đó thì ở Florida cũng như là Cuba đó thì chúng ta thấy đang hứng chịu một cơn bão cũng khá nặng nề. Thống đốc của tiểu bang Florida kêu gọi một số người dân cần phải di tản bởi vì cái cơn bão cũng khá nguy hiểm. Mình cũng cầu nguyện cho những đồng bào mình sống ở Florida cũng như là những người sống ở Florida thoát qua được bình an, thoát qua cơn bão. Bây giờ thì mình trở lại chương trình. Thưa anh Đinh Trung Quân, anh thấy nếu mà nói về tình hình ở Hoa Kỳ, có lẽ trong những ngày vừa qua đó thì nhiều người nêu lên nói tại sao nói hoài tới cái vấn đề của ông Donald Trump, nhưng mà không nói thì không được. Báo chí hàng ngày cứ đưa nào là vụ kiện này rồi tới vụ kiện kia, nó liên quan tới các thẩm phán, các bộ tư pháp, rồi tới Mar-a-Lago, cho nên tin tức ngày nào cũng có nhắc tới. Vì vậy cho nên chúng tôi nói là mình cố quên đi nhưng mà không quên được, bởi vì tin tức nhắc cho nên mình phải nêu lên. Đó là những cái điều. Thì anh Quân thấy có tin tức nào mà anh thấy cần gửi đến quý khán giả của chúng ta trước khi mà anh gửi tới? Thì lẽ ra là vào lúc 1 giờ chiều hôm nay đó thì Ủy ban điều tra của Hạ viện ngày 6 tháng 1 họ có buổi tường trình lần thứ 9, có thể nói đây là buổi tường trình gần như là sắp kết thúc rồi, nhưng mà vì có lẽ cơn bão hay những cái lý do khác cho nên tạm thời đình quản lại, chờ ngày hôm khác thì họ sẽ thông báo sau. Thì xin mời anh Quân. Quý vị biết là mới đây đó thì tôi cũng nghe rất là nhiều một ông luật sư gọi là luật sư Cohen. Thì ông này là hồi xưa đó là luật sư cá nhân riêng cho ông Trump. Và ông này đó thì nghĩa là khi mà quý vị nhớ lúc mà ra tranh cử vào năm 2016 đó thì có cái vụ mà gọi là ông Trump phải trả tiền cho mấy cô, nghĩa là chuyên nghiệp là cô mấy cô professional đó, mấy cô thì ông này đã trả tiền cho mấy cô này để làm mấy cô này bịt miệng mấy cô này. Khi ông kia ra tranh cử thì muốn bịt miệng cô này thì nghĩa là nó là cái scandal hồi đó đó. Thì ông luật sư Cohen lãnh đủ, tại vì khi mà điều tra ra thì là ông trả tiền cho ông, thành ra phải phải đứng ra ngồi tù 3 năm, trong khi là ông số 1 đó gọi là nghĩa là bị số 1 đó thì được, lúc đó thì là được miễn miễn. Tại sao miễn? Là tại lúc đó ông ta đang làm tổng thống và nó có một cái luật bất thành văn, nó nghĩa là người ta không có truy tố một ông hiện đang làm tổng thống. Thì bây giờ đó
chúng ta đã thấy là cái gì? Ông Cohen ông nhắc lại bà nghĩa là công tố viện của New York đó, bà nghĩa là bộ trưởng tư pháp của New York đó, tố là trong 10 năm, nghĩa là hồ sơ 10 năm của cái Trump Organization đó là ăn gian, nói dối và không có tiền thì nói là có, và do đó dùng cái đó để đi lừa gạt người ta, lừa gạt người ta cho vay, và họ cứ vậy mà họ lên, mà rốt cuộc là bây giờ bị kiện 250 triệu, tiền phạt là 250 triệu vì vấn đề ăn gian. Và bà này đòi tòa cấm ông Trump, mấy đứa con của ông ta không được hành nghề hay giữ chức gì tại New York. Nếu mà cái này thành công đó thì ông ta là bị tố không phải là vì vấn đề chính trị mà vì vấn đề ăn gian. Đó là một. Và ông Cohen cũng tiếp nói, tại vì ông ta phải bị tù mà ông ta tức giận lắm, ông ta viết cái cuốn sách rồi. Vì vậy đó ông ta nói là cũng như chùm mafia Al Capone vào những năm 1930, là quý vị biết nước Mỹ là đầy mafia hết, và lúc đó là mafia nghĩa là kiểm soát tất cả, nghĩa là vấn đề nghĩa là đánh cờ đánh bạc đủ thứ chuyện ở nước Mỹ, thì lúc đó Al Capone bị bắt và ông luật sư Cohen nói là Al Capone bị bắt không phải là vì ông ta ra lệnh giết người, lừa đảo hay bắt cóc người ta, mà vì vấn đề trốn thuế. Thì quý vị biết đó là khi mà bà Leticia James đó, bà ấy tố của New York đó, bà ấy tố là tổ chức Trump đó là ăn gian nói dối, thì nó sẽ dính vào vấn đề trốn thuế. Thế nào cũng dính vào vấn đề trốn thuế, nhưng mà ở đây đó nó là nguy hiểm hơn, là tại vì đó là bà ta chứng minh được là vấn đề của tổ chức Trump đó làm giàu vì lừa đảo người ta, và lừa đảo một cách là và rồi đó sau đó là đi vay tiền, và đi vay tiền càng ngày càng, nghĩa là cái nói là cái số tiền của ta, cái số là lấy một cái ví dụ ông ta nói là cái gọi là cái apartment, cái nhà của ông ta tại New York đó là 379 triệu. Tại sao 379 triệu? Vì 300 vì là nhà tạ của ông ta có 33.000 square feet. Thật ra đó thì nhà của ông ta chỉ có dưới 10.000 square feet, nghĩa là nhiều lắm là đợi 75 triệu. Mà ông ta dám khai như vậy, và qua cái chuyện này ăn gian cái chuyện này, và ông ta đi mượn tiền được, và ai cũng nói ông ta là tỷ phú nhờ là ông ta giỏi này kia đó, thì bà James đã nói ông ta có viết cuốn sách The Art of the Deal, nghĩa là Nghệ thuật thương lượng. nghệ thuật thương lượng. Nhưng mà bà này bà nói ông này là The Art of the Steal, nghĩa là nghệ thuật ăn gian nghĩa là ăn cắp đó, nghệ thuật ăn cắp chứ không phải, tại vì cái nhà có 10 dưới người người square feet mà nó dám khai là 33.000 square feet, mà nó lên tăng cái giá từ 75 lên tới 379 triệu, và dựa trên cái đó, cái tài sản mà trên giấy tờ đó, dựa trên cái tài sản trên giấy tờ ông ta đi vay tiền và làm về, nghĩa là real estate, làm về địa ốc. Thì ở đây đó bà ta đưa ra 200 cái chứng cớ, không phải là một của cái ấy, 200 cái chứng cớ là ông ta lúc nào cũng nói là như là cái giá nhà hay là giá sân golf của ông ta hay giá này lên cao, nhưng mà thật ra nó rất là thấp,
Thì nhờ đó mà ông ta đã làm giàu, mà như vậy là làm giàu trên vấn đề ăn gian nói dối. Thì đó là vì vậy mà ta kiện New York, thành phố New York, tiểu bang New York, kiện ông ta ra và cấm ông ta hành nghề. Thì đó, cái chuyện này đó, nó cho mình thấy là một cái người mà luôn luôn nói là tôi là giàu, tôi không lấy tiền của chính phủ, tôi không lãnh lương, nghe là ngon lành lắm, nhưng mà thật ra ăn cắp còn nhiều hơn nữa của chính phủ. Mà người ta cho biết thêm nữa là cái tiền đóng thuế của ông ta có mấy trăm đồng một năm thôi, có mấy trăm đồng một năm, nghĩa là ít hơn một người có nghĩa là lợi tức 20.000 đô la còn phải đóng thuế nhiều hơn là ông Trump đóng thuế trong nhiều năm. Tại sao là ông ta dựa vào cái luật để mà trừ cái lỗ đó, tiền lỗ, do đó là ông ta không có đóng thuế gì hết. Vì vậy ông ta cũng là tổng thống duy nhất từ 40 năm nay không chịu nộp cái tiền thuế khai thuế của ông ta cho công chúng biết. Khi ông ta ra tranh cử, ông ta hứa là tôi sẽ đưa cái tiền thuế của tôi ra cho quý vị coi, nhưng mà ông ta có bao giờ sau 4 năm nó cũng chẳng có đưa gì hết. Nhưng mà bây giờ là người ta sau khi bao nhiêu vụ kiện ra là đã có được cái thuế của ông Trung, và ông Trung có đóng thuế gì đâu, mấy trăm bạc, trong khi là ít nhất là một người bình thường bây giờ đi anh đi ra làm nghĩa là chạy bàn anh phải đóng thuế còn nhiều hơn cái tiền đó. Do đó mình thấy là nếu muốn nói thì cái mà anh nghe Hoàng Bách nói là sao báo chí nó có nói nhưng mà nó không nói về chuyện hay, nó khổ vậy. Nếu mà nói là ông ta đã làm cái này làm cái kia, làm việc tốt này việc tốt kia thì không ai nói gì hết, nhưng mà toàn là nói chuyện nghĩa là ăn gian nói dối lừa đảo. Thì bây giờ đó có ai nói là ông ta là thành thật đâu, quý vị thấy không? Thì chưa có người nào, một cựu tổng thống Hoa Kỳ nào mà bị báo chí nghĩa là theo dõi, nhưng mà không phải theo dõi vì chuyện hay, nó khổ là vậy đó. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi để cho trước khi nó vào vào đề. Nhưng mà chính ông luật sư cá nhân, ông luật sư Cohen đã nói cái chuyện này ra, chứ không phải là tôi bày ra cái chuyện này ra để nói đâu. Nhưng mà đó, những cái chuyện này nó cho thấy là ông này đã trong bao nhiêu năm rồi, đã nghe là mình phải nói là rất là hay, nhưng mà hay trong sự lừa bịp người khác, hay trong sự lừa bịp người khác. Anh Quân vừa nêu lên đó là trong các đời tổng thống không có ai như ông mà người ta có thể nói như thế này nó rõ hơn. Suốt trong chiều dài lịch sử của Hoa Kỳ 246 năm, chưa có vị tổng thống nào mà gọi là về đạo đức tác phong phong thái rồi luận tội hai lần rồi sau khi hết luận tội rồi bầu cử thì nó là bầu cử dân lặng và bằng mọi giá để giữ lại. Tất cả những cái sự kiện này nó nói lên nhá, là cái thiếu đạo đức. Bởi vì phải nói anh Quân phải nói ngay từ đầu đó, tức là người dân Hoa Kỳ họ nhận diện không rõ để bầu một người làm tổng thống của Hoa Kỳ mà là bị tai tiếng quá nhiều, ảnh hưởng quá nhiều. Mà ảnh hưởng không những vậy, khen kẻ thù mình là thiên tài, có ai chê tình báo của mình à? Tôi không tin vào tình báo mà tôi tin ông Putin. Thì tất cả những cái sự kiện này nó làm cho thứ nhất á, là làm quan ố cái thanh danh của nước Mỹ trên trường quốc tế. Bởi vì sao? Mình lại vạch áo cho ở Việt Nam mình có câu là vạch áo cho người xem lưng. Ông Trump chỉ có người vạch áo bây giờ sao cái vụ Mar-a-Lago thì ông nói ô cái tình báo của FBI tới nhà của ông mà gắn ghép cho ông cái điều này điều kia rồi nghĩa là tệ hại quá. Tức là mình phê phán một cái bộ phận của cơ chế tình báo của mình là quá tệ hại. Thì làm sao nếu anh Quân là một người ngoại quốc đó, ở đâu đó nghe đọc bản tin này thì anh nói trời ơi, sao nước Mỹ nó tệ quá. Cái ông chủ mà lại con ông chê luôn. Thì cái đây là rất là tệ hại. Để nói lên cái điều này đó, để quý khán giả của chúng ta là tại sao mình phải chưa có một cái tổng thống nào mà
đã rời tòa Bạch Ốc rồi mà báo chí truyền thông ngày nào cũng nhắc lấy, không nhắc là không được, bởi vì ông luôn luôn ông chen vào nội bộ của cái người đang điều hành. Ví dụ nó ở Ukraine thì ông nói là nếu mà tôi còn làm tổng thống thì Nga đâu có dám đánh Ukraine, đúng, nếu ông làm tổng thống ông dâng luôn đất nước Ukraine cho Nga thì đâu có còn đánh nữa đâu, thấy không? Bởi vì ông khen Putin là thiên tài mà, cho nên tất cả sự kiện này đó mình thấy là một, nói chung là mình cho rằng là cái giới tài phiệt, cái giới chính trị gia của Hoa Kỳ hoặc là những nhà nghiên cứu chiến lược của Hoa Kỳ một quá yếu để không đánh giá được một cái sản phẩm mà nó phải đẻ ra cho nước Mỹ vào thế kỷ 21 để gây tác hại trên trường quốc tế. Thì anh Quân qua cái sự kiện này anh Quân sẽ đào sâu. Người ta nói như thế này, anh thấy là tòa tòa án ở DC hiện tại họ đang xét xử một cái người thủ lãnh của Oath Keeper. Ông này là Stilwell Road, ông này là tốt nghiệp luật sư ở ở Yale, là một cái trường gọi là coi như thượng đẳng, gọi là số 1, số 2 của Hoa Kỳ của chúng ta, mà lại trở thành một cái người vũ trang. Và bây giờ đó cái tội của ông này này mới đáng nói nè, từ trước tới giờ chưa ai là kết án của một người là toan tính mưu toan lật đổ chính phủ. Cái tội này nó lạ, mưu toan lật đổ chính phủ, một cá nhân hay là một tổ chức mà mưu toan lật đổ chính phủ. Thì qua cái nhìn này đó, trước khi mà mình đi sâu vào chi tiết tại sao toan tính là mưu toan lật đổ chính phủ, thì anh có thể kể cho quý khán giả của chúng ta biết về cái con người của cái ông này làm sao mà có khả năng thành lập một cái tổ chức Oath Keeper mà muốn vũ trang như là một binh lính, mà người ta nói là dưới ông đã tuyển mộ vào khoảng 38.000 member, mà trong những member này đó có những người là trong cái guồng máy của chính quyền, những người cựu quân nhân hoặc là cựu cảnh sát và kể cả những người dân biểu nữa. Cái điều này mới mới là nguy hiểm này. Thì anh Quân, tại sao một cái nhân vật như vậy, lũng đoạn như vậy mà bây giờ người ta mới phát giác ra là cái nhân vật này tuyển mộ tới 38.000 người mà không ai quan tâm, mà tới bây giờ nhân cái vụ mà ông toan tính hỗ trợ MAGA để mà đảo chánh thì người ta mới lột mặt nạ ra, thì cái ông này là ông Rốt, thưa anh. Trước hết đó, mình phải nói đó là ông Rốt, ông Stewart Rốt đó, là cái người dính với vụ 6 tháng 1. Mà vụ 6 tháng 1 đó thì những cái người mà vào đập phá vào quốc hội, nhà quốc hội đều dần dần bị ra tòa hết hay là bị kết án. Thì ông này đó là một trong những người, một trong những tổ chức đang bị hay là Bộ Tư pháp truy nã mà đưa ra tòa. Ông này thì có cái đặc biệt là ông này là dân nhảy dù đó, lính nhảy dù đó chứ không phải là bình thường, mà học luật sư nhưng mà bị nghĩa là disbar, nghĩa là bị cấm hành nghề tại vì ăn nói ẩu tả, nói việc. Ông ta đã là một người nghĩa là phụ tá cho một ông dân biểu á trước đây. Thì quý vị biết đó, ở bên Hoa Kỳ đó nó khác các nước khác là chỗ này. Mình phải nói về cái sự hiểu biết về chính trị của dân chúng là bình thường hay dưới trung bình. Nếu mà mình so với Âu Châu, mình so với Nhật hay là mình so với lại là Anh đó, quý vị thấy cái nội xem cái lễ mà an táng của bà nữ hoàng thì dân chúng người ta nghĩa là đối với là hoàng gia ra sao. Lẽ dĩ nhiên là hoàng gia này đâu có phải là cái, nhưng mà cái hiểu biết về nước Anh thì họ rất là khác, trong khi nước Mỹ đó thì người ta không cần. Ở bên Mỹ cái xứ lớn giàu có, người ta lo cái việc của người ta thôi, nghĩa là không có lo. Mà vì vậy, vì nhiều người không lo cho nên khi đi bầu đó thì đã lọt những cái người mà không được đẹp lắm, không có nghĩa là tư cách, hay không có, người Việt Nam mình nói là tư cách đó,
thì anh Hoàng Bách nói là đạo đức thì nó dính vào cái đó thôi, nhưng mà không có thể nào mình là dưới ảnh hưởng của Khổng giáo, do đó tư cách là quan trọng nhất đó. Thì ở đây đó mình thấy là cái Oathkeeper đó là sau khi mà bị thất cử và người ta còn như là tương đối là thấy là thua rồi, thì anh Rốt này đó muốn tổ chức để ngăn chặn cái việc trao quyền giữa nghĩa là ông tổng thống xưa cũ và ông tổng thống mới, nghĩa là nói là muốn ngăn cản cái việc mà điều hành của đất nước Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có cái đặc biệt nhất là tới bây giờ, và chống nên nếu mà mình sẽ có mà nói về Nga đó, thì tôi sẽ nói về cái chuyện đó, Nga không có bao giờ trao quyền một cách nghĩa là trong an bình hết, lúc nào cũng phải đánh nhau hay là giết chóc hay là thủ tiêu hay là làm nhiều cái chuyện đó quý vị. Do đó bị cái tội anh Stewart Rhodes và 5 người cộng sự viên bị gọi là tất cả là 11 người, tất cả 11 người bị đưa ra tòa, nhưng mà có 2 người đã nhận tội là tổ chức là gây bạo loạn, để nghĩa là tách phản quốc, nghĩa là nói một cách chung nó tổ chức gây bạo động để nghĩa là không cho chính quyền trao, nghĩa là trao trả chính quyền một cách an bình đó. Thì 11 người ra tòa trừ 2 người đã nhận tội rồi, đã nhận tội là làm nghĩa là mưu toan đảo chính, là mưu toan nhá. Thì ở đây đó cái chuyện này đó tòa, vì bây giờ tại sao nó ra bây giờ, vì tòa án Hoa Kỳ đó khi họ làm việc đó họ phải có chứng cứ, thì tất cả những cái chứng cứ họ phải lấy bao nhiêu chứng cứ là trong cái ngày 6 tháng 1 và sau trước ngày 6 tháng 1 đó, thì Oathkeeper đã làm cái gì, họ đã liên lạc với ai và họ đã nói chuyện những cái gì, họ đã mua súng để chung quanh, mang súng về để chung quanh nghĩa là Washington DC, và để có thể lúc hôm ngày 6 tháng 1 vào chiếm Washington DC, chiếm tòa hàn của họ. Chính họ đã ra đi tìm nghĩa là lùng bắt bà Nancy Pelosi, đúng không? Thì những cái tội đó là cái tội nghĩa là insurrectionist đó, là cái tội là gọi là phản phản thùng hay phản phản, làm gây mưu toan, gây thay đổi chính trị không có qua những cái là phương pháp mà nghĩa là được chấp nhận, được Hoa Kỳ chấp nhận. Và vì vậy những cái người này tôi nghĩ là sẽ bị truy tố. Tôi chỉ là hơi uổng một cái là quý vị nhớ là vào ngày 6 tháng 1 rất là nhiều người của chúng tôi, nghĩa là dân Cali đó, dân Việt ở Cali đó, miền Bắc Cali đó, đã đi tới bận đồ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi vào cái đó. Thì tôi không biết những người này ra sao. Tôi chỉ biết là có một số cảnh sát gốc Việt ở Houston đó đã bị xử rồi, đã bị nghĩa là tòa phạt rồi, đúng không? Một anh cảnh sát người Việt gốc Việt đó đã bị phạt là tội không biết bao nhiêu tháng đó, nhưng mà đã bị rồi. Nhưng mà nghĩa là còn nhiều người chưa bị mang ra xử. Thì cái chuyện này ở bên Hoa Kỳ đó tòa án họ làm việc rất là chậm chạp, nhưng mà phải có chứng cứ đàng hoàng, không có người nào bị oan hết, không có người nào là bị oan hết. Nếu mà người ta đã mang ra buộc tội đó thì quý vị phải có lý do người ta mới mang ra buộc tội. Ví dụ nếu mà anh đứng đi biểu tình mà không có vào tòa nhà quốc hội thì không có sao hết, nhưng mà tòa nhà quốc hội lúc đó là bị cấm, đã có nhiều nghĩa là cái cảnh sát đã đặt nhiều cái chướng ngại để ngăn chặn anh vào cái đó, mà anh cứ vào thì tự nhiên là anh Hoàng Bách phải nhớ đây là có
mấy cái hình nó cho thấy là nhiều người Việt Nam chạy lên tòa nhà Quốc hội cầm cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, cầm cái cờ quốc gia chụp hình được. Anh đó không biết bây giờ ra sao, nhưng mà tôi cũng đối với người Việt Nam đó là tôi thấy nó là một cái lợi dụng của cái lá cờ Việt Nam là bị lợi dụng. Đã nhiều người lợi dụng cái lá cờ và làm những cái chuyện không được đẹp lắm. Tôi chỉ nói là không được đẹp thôi, tôi chưa có dám nói, tôi không phải là tòa, thành ra tôi không có dám nói được là người ta có tội. Nhưng mà ở đây tôi chỉ làm xấu hổ người Việt Nam thôi, và xấu hổ cái cờ Việt Nam. Thì mấy cái anh Oathkeeper này đó là nằm trong đó, và mấy cái anh này là vì có âm mưu súng ống bắt người ta âm mưu lật đổ chính phủ, và do đó bây giờ mới ra tòa. Nó chỉ có thời gian để họ có chứng cứ thôi, nhưng mà những cái việc này nó dính tới năm 2020, cuộc bầu cử 2020. Thì đó, thì bây giờ chúng ta 2022, nó mới ra 2 năm, hơn 2 năm để tìm các cái chứng cứ. Nhưng mà quý vị đừng có quên, những cái tội này đó là tội chính trị và có dùng với là bạo lực để lật đổ chính phủ. Thì cái này, những cái tội này là rất là lớn và có thể bị nhiều năm, bị bắt nhiều năm. Tôi không phải là luật sư mà tôi cũng vậy, nhưng mà mình phải thấy là những cái người mà ủng hộ ông Trung nhiều nhất là như là ông luật sư Cohen đó. Chính ông ta đã nói như vậy, là những cái người này là họ là mưu mô không chịu tra quyền, là muốn ở lại, thế là thua rồi nhưng mà vẫn muốn ở lại, thì nghĩa là dùng mọi cách để ở lại. Thì Oathkeeper đó nó cũng là, nó có nhiều cái, không phải chỉ có Oathkeeper, sẽ có Proud Boy, sẽ có tất cả những cái nhóm QAnon, rồi những cái người đó dần dần sẽ phải ra tòa hết, chứ không có phải là không đâu, không có phải thế mà chạy được đâu, không có chạy tội được đâu. Dạ vâng, thưa anh và thưa quý khán giả, ở Canada, chính phủ Canada cũng lên án và loại QAnon là một cái tổ chức khủng bố. Bây giờ thì tổ chức khủng bố ở QAnon ở Canada họ giải tán rồi. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này vẫn còn, và cái ông này đó là một thủ lãnh. Có điều tiếc là qua gần 2 năm, anh nói là tòa thì là chậm. Nhưng mà cái sự gọi là nhận diện hay là một cái sự thức tỉnh của một số người Việt Nam tới giờ này, đặc biệt là trên diễn đàn vẫn còn chuyển tải những cái thông tin, chúng tôi không tiện nói tên, nhưng mà chúng tôi nhận được nhiều thông tin lắm, nói không có chính xác, nó lấy tin tầm bậy tầm bạ rồi đưa lên rồi diễn đàn. Nhưng mà những người này đó là có thể là ở thế hệ lớn, cũng có thể là những cái người mà cựu sĩ quan, cũng không biết được. Nhưng mà ở bên Anh đó là cái ổ, những người đó tới giờ này còn nghĩa là tuyên truyền và đưa ra dựng đứng, đưa ra cái thuyết âm mưu, và đặc biệt là một số YouTube thì họ làm, họ câu view cho nên họ đưa ra những cái tin giật gân. Thì đây là những cái điều trở ngại cả cho nên cái sự trở ngại là họ đã làm sai. Nhưng mà cứ người nghe khán thính giả và người Việt của chúng ta đó phải cần phải lên tiếng. Chúng ta phải chọn những cái tin tức nào mà nó đúng sự thật, bình luận phân tích để mình có thêm cái kiến thức học hỏi đúng sự thật. Chứ còn nghe những cái tin mà nói cho sướng cái lỗ nhĩ đó mà nó không đúng sự thật đó, thì đây là một điều khá nguy hiểm, và nó đi ngược lại ở trong gia đình con cháu, nó coi thường ông bà nội ông bà ngoại gì tới giờ này còn đi mê những cái mà nó không tin được. Thì chính mình dạy cho con cháu mà mình không biết thức thời, và mình không biết gọi là không phải xin lỗi mình nếu làm sai, thì mình thú nhận cái chuyện đó sai là bình thường. Bây giờ trở lại đó, anh nói về ông Stewart Ross là cái nhân vật này học ở luật, nhưng mà cuộc đời ông này cũng lạ lắm anh Cung. Ông này đó, ông chưa đi học đâu, ông đi lính, ông đi nhảy dù, rồi ông nhảy dù nó rớt xuống đó, thì hình như là ông bị thương cái lưng, cho nên sau đó thì ông giả ngủ. Và khi ông giả ngủ rồi đó thì ông trở về đó thì ông lấy vợ, mà ông lấy vợ thì người vợ này nói hai vợ chồng mà nếu mà mình không có cái nghề ngỗng rồi chính thức thì khó mà là cái đời sống nó hạnh phúc được. Cho nên bây giờ ông nói bà vợ là bây giờ phải một trong hai người chịu khó đi học. Thì sau đó bà vợ đồng ý là để ông đi học lại, ông lấy cái đại học.
Ông sau 4 năm rồi thì ông nộp đơn vui gieo, thì ông đã nhận được gieo và ông ra trường. Thì ông này có cái đặc biệt là ông viết và ông nói rất giỏi, ông thuyết phục rất là hay, cho nên vì vậy mà trong Oathkeeper nó bầu ông gần như là thủ lãnh, đóng với vai trò chủ tịch đó. Và ông luôn luôn động viên những cái này. Thì chúng ta biết là trong cái vụ sau khi mà ông Trump mà thắng cử đó, thì ông này đó, ông thấy những cái quan điểm của ông Trump nó giống ông quá, và vì vậy cho nên cái riêng cá nhân ông nó riêng, và cái Oathkeeper nó hỗ trợ ông Trump và nó bảo vệ ông Trump từ khi mà đi biểu tình hay là rally hay đâu đó, thì họ luôn luôn họ bảo vệ. Mà những người này thì họ có vũ khí, họ trang bị vũ khí giống như là một quân đội bắn quân sự vậy đó. Vì vậy cho nên khi mà ông Trump tuyên bố là cuộc bầu cử này là gian lận đó, thì họ về kéo về ở Washington DC để họ hỗ trợ cho ông Trump. Đó là cái lý do tại sao ông Trump bây giờ ông quay qua, ông dựa vào QAnon hoặc là Oathkeeper, là vì sao? Họ có vũ khí và họ có nhân sự. Mà những người này là những người bảo thủ rất là cực đoan, nghĩa là cuồng tín đó, nói là cuồng tín đó. Cho nên ông dựa vào, vì vậy mà anh thấy khi ông tới Ohio đó, trong cái tuần lễ ngày 17 vừa qua đó, thì ông lại chơi cái nhật này là nhật này của QAnon. À, cái điều đó người ta nói rồi, ông mà cái cách nói chuyện của ông vận động cho một ứng cử viên của bầu chạy đua vào thượng viện đó, thì cách vận động của ông á, người ta so sánh đó, nó giống như thời Hitler của bên Đức, tức là phải giơ tay quan hô đã đỏ, nghĩa là kích động ở ngay trong cái đám biểu tình. Vì vậy cho nên người ta nói là cái cách của Donald Trump là hợp lại của Hitler. Và vì vậy cho nên Oathkeeper là một cái tổ chức mà bây giờ người ta nói là, dĩ nhiên là tòa Bạch Ốc họ có liên lạc không, tới giờ này mình chưa có bằng cớ, chưa có số điện thoại gọi ra. Có một ở trong một một phụ tá mà cô về truyền thông á, cô về truyền thông mà gọi là đặc đặc cách á, về kỹ thuật á, thì họ nói là ở tòa Bạch Ốc có liên lạc với một số người trong cái nhóm bạo loạn, nhưng mà tới giờ này họ chưa cho biết, thì mình cứ để đó đi. Nhưng mà mình nói là cái ông Ross này đó là rất là tích cực, và hầu như là ông hậu thuẫn dùng quyền lực, dùng với vũ lực để mà đấu tranh. Cái mai đó anh, cái mai của nước Mỹ đó anh cũng biết sao không, nếu mà ngày mùng 6 tháng 1 mà ông Mike Pence ông lên chiếc xe mà người ta tới tính chở ông đi đó, thì mình không biết là họ chở ông đi luôn hay là chở đi đâu. Nếu mà ông Mike Pence bữa đó mà họ bắt được, họ treo cổ, hoặc là bà Nancy Pelosi, hoặc là ông Mike Pence lên chiếc xe đó đó, không biết là tình báo bây giờ chưa cho biết, thì nếu chiếc xe đó nó đi đó, là nó bắt cóc ông luôn, để cho cái cuộc mà gọi là tuyên bố cái kết quả đó nó không thành, và ông Trump sẽ tuyên bố gọi là thiết quân luật, coi như là ông lưu trữ lại, lưu giữ lại, thành những cái chuyện đó nó xui. Nhưng mà bên cạnh nó cũng có cái mai đó anh Quân. Vì vậy mà khi nói là ông Ross là một cái nhân vật mà có thể kết án rất là nặng, còn người ta tiên đoán là ông này ít nhất là 20 năm, bởi vì một trong trong lịch sử của nước Mỹ, đây là người có mưu toan lật đổ cái chính quyền, đây là rất là nguy hiểm. Bây giờ hồi nãy thì anh Quân có nói về Nga, thì thưa anh là ở bên Âu Châu, đi học ở Âu Châu và cũng đi Âu Châu rất là nhiều lần, thì thưa anh cái nhìn của anh á, sau khi người ta nói là sau khi ngày 21 tháng 9 vừa qua đó, Putin tuyên bố tổng động viên từng phần đó, thì tới ngày hôm nay người ta tổng kết lại với tình trạng xã hội ở Nga nó rất là rối loạn. Thứ nhất là hầu như là có cái nước đó, người ta nói là bây giờ người ta thống kê đó, là những người Nga mà chạy qua Âu Châu nó tăng lên tới 30%, và chạy qua Phần Lan họ nói là trong vòng một tuần lễ vừa qua đó là lên tới 7.000 người, và đi nhiều quốc gia nữa. Thì bây giờ nó tạo thành một cái làn sóng rất là rối loạn khi mà Putin tuyên bố cái điều này, thì xin anh có cái nhận định nào về cái tình trạng rối loạn cái xã hội này ra làm sao? Thêm một cái điểm nữa đó, cách đây 2 ngày, ngày hôm qua thì lại nó cái đường ống dẫn dầu Nord Stream đó, là bây giờ bị leak nữa, mà người ta nói là có nổ cái nó đi ở dưới lòng biển đó, thì anh người ta cho rằng là đây có khủng bố đặt chất nổ, thì anh nghĩ sao về tất cả những cái sự kiện đang xảy ra ở Nga thưa anh?
vấn đề nó là rất là lớn. Trước hết là để tôi nêu lên một số yếu tố để quý vị hiểu, rồi dần dần tôi sẽ đi tới cái kết luận để cho quý khán thính giả thấy. Trước hết là khi có cái lệnh tổng động viên đó, bán phần thôi, tổng động viên của những cái người nghĩa là trừ bị mà thôi, thì một số người rất là lớn đã chạy khỏi chỗ, nghĩa là thanh niên từ 30 tới từ bao nhiêu 19 tới rồi vào mấy chục tuổi đó, 50 tuổi đó, thì họ đã chạy ra ngoại quốc, họ không chịu vào quân dịch trở lại, không chịu bị động viên trở lại. Đó là yếu tố đầu tiên. Các nước Trung Á như là Kazakhstan, đó là trước đây là thuộc Liên Xô cũ, cũng một chế độ cộng sản cũ, và họ tách ra, thì bây giờ họ nói những cái người này chạy qua bên chúng tôi thì chúng tôi sẽ không trả lại. À, quý vị thấy là đó là cái chuyện rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, là tại vì nó cho thấy đó là cái ảnh hưởng của Nga không còn bao nhiêu đối với các nước Trung Á. Cái thứ ba nữa là quý vị biết là một ông là tổng thống cũ của Mông Cổ đã lên đài truyền hình nói là quý vị bắt lính đó, thì những người dân thiểu số Mông Cổ tại Nga bị ảnh hưởng rất là nhiều, quý vị chạy qua đây đi, chúng tôi sẽ bao bọc quý vị và tôi sẽ không ủng hộ vấn đề mà gọi là Nga đánh Ukraine. Quý vị thấy đó, cái việc mà đánh nhau Ukraine nó kéo tới cái việc mà không đủ quân lính, Nga không đủ lính, bị thiệt hại nhiều là một chuyện, nhưng mà không đủ lính để chiếm đóng, do đó phải động viên. Mà tới bây giờ đó, nước Nga đó là một cái nước họ có cái lịch sử lâu dài, thì họ nói nước Nga đó tổng động viên tới bây giờ có 2 lần, lần đầu tiên vào đệ nhất thế chiến vào 1917, và lần thứ hai là 1941 khi quân đội Đức đánh vào Nga. Thì bây giờ lại nói là tổng động viên đó để đánh Ukraine, mà đây là không phải là chiến tranh, mà đây là gọi là theo 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 Nga nói là đây là một, nghĩa là Hành quân đặc biệt, hành quân đặc biệt. một cái hành quân đặc biệt, thì nghĩa là nó là cái chuyện vô lý. Thì cái ảnh hưởng nó thấy gì, mình thấy là hiện giờ đó càng ngày nước Nga càng bị cô lập. Quý vị thấy hai cái đồng minh mà lớn nhất đó là Trung Quốc và Ấn Độ, họ đó Trung Quốc thì mới đây tại nghĩa là tại 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 diễn đàn Liên Hợp Quốc, và không tới tới Liên Hợp Quốc đó, hôm qua đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ông bộ trưởng nghĩa là Dương Nghị nói là chúng tôi ủng hộ nghĩa là quyền phán quyết của từng nước một, chứ không có cái vụ mà đánh nước khác. Trong khi ông thủ tướng Modi đó thì lại nói là bây giờ là nghĩa là thời thời buổi hòa bình chứ đâu có phải thời buộc đánh nhau, thì làm sao mà phải nghĩa là ngồi đàm phán với nhau, mà nếu mà không chiếm được chỗ đó thì làm sao đàm phán được. Người ta chỉ đàm phán khi nào người ta cố gắng ở thế thượng phong thì mới ngồi xuống đàm phán. Vì vậy đó tôi thấy là ông Putin là ông đã tả rất là nhiều khói mù, hỏa mù, bằng cách gì, bằng cách bây giờ trưng cầu dân ý tại 4 tỉnh. Còn đánh nhau mà trưng cầu dân ý cái gì, cái số người mà ở đó là họ đã đi biết bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người mà đi bầu đó có phải là người ở tỉnh đó hay là người Nga họ mang vào, thì đó lại bị quốc tế lên án là ông không những ông xâm lược, rồi bây giờ ông kiếm cái cách để ông là nhập cái đó vào nước Nga. Thì cái chuyện đó thì quý vị thấy là nó đã, những cái yếu tố này nó đã ảnh hưởng ở chỗ nào. Quý vị thấy là kinh tế mình cũng nói là bị trừng phạt rồi, nhưng mà cái mà
khó nhất đó là cái giới trẻ, cái giới có học là họ đã đi rồi. Rất là nhiều người họ đi qua Đức, họ đi qua bên Âu Châu, họ đi qua, họ đi trước rồi. Chứ không phải là khi có đánh nhau là họ đã đi rồi. Còn tới bây giờ động viên thì lại nhiều người đi nữa. Thì vì vậy đó, quý vị thấy đó, là nếu mà nhìn về kinh tế đó, lúc đầu đó người ta đánh giá là vì Nga đã tính toán trước rồi thì may ra nghĩa là năm nay 2022 thì sụt được 4-5% thôi, nhưng mà bây giờ là người ta nói có thể lên tới 10%, mà không những vậy thì nước Nga sẽ chụt lại 20 năm về vấn đề kinh tế, chụt lại 20 năm. Quý vị biết là tại sao người ta không chạy được nhiều hơn, là tại vì ngày mà tuyên bố mà gọi là có, nghĩa là lấy 300.000 nghĩa là lính dự bị đó, thì tất cả hàng không Nga mà không không có vé mà bán, không có vé mà bán, mà muốn bay ra các nước Âu Châu đó chỉ có vài nước họ chấp nhận thôi, vì lệnh trừng phạt của quốc tế cho nên các hàng không của Nga chỉ bay đi một số nước như là Dubai, như là Azerbaijan, hay là đi các cái nước mà Trung Á thôi, chứ còn đi mấy cái nước kia là họ đâu có chịu. Do đó quý vị thấy đó là một cái phần này, thì ở đây đó tôi nghĩ đó, cái này là tôi không biết, tại vì cái này là cái sự đoán của tôi thôi, thành ra tôi nói với tất cả những cái nghĩa là sự khác biệt của một nước như Hoa Kỳ là bao giờ cũng có cái vấn đề chuyển giao quyền hạn một cách như là không có rắc rối, peaceful transition, thay đổi, nghĩa là đổi các chế độ đó, đổi tổng thống, đổi thủ tướng. Nhưng mà tại các nước gọi là độc tài đó, thì thường thường đó cái người mà làm độc tài như là ông Mussolini hay là gì đó là bị dân chúng treo cổ. Ở đây đó tôi không dám nói là đây có quân đội Nga có dám đứng lên mà làm cái đó hay không, nhưng mà nếu mà nó rối beng nhiều quá đó thì cái đầu tiên đó thì nước Nga sẽ bể. Mà nếu mà nước Nga sẽ bể đó thì là nhiều nước khác sẽ lợi dụng. Cái nước mà lợi dụng trước nhất đó tôi nghĩ là Trung Quốc. Nhưng mà nếu mà nước Nga bị xé ra, bị bể ra đó, thì lẽ dĩ nhiên là muốn trở lại thành cường quốc thì nước Nga sẽ mất 30-40 năm nữa. Đó là một. Cái thứ hai nữa là không biết số phận. Quý vị thấy khi mà ra lệnh, khi mà ra lệnh gọi là tuyển những cái người mà quân nhân dự bị đó, thì chính ông Putin, báo chí đã nói chính ông Putin phải trốn ra ngoài Moscow, không ở Moscow, ông vào một cái chỗ mà tòa nhà của ông riêng đó ở xa Moscow để né. Thì tại sao mà phải né? Tại vì đó là trong các nước mà độc tài đó thì quý vị biết là một là dân chúng sẽ hành quyết mình, hai là quân đội, hay là ba hay là có đảo tránh, thì họ tránh cái chuyện đó. Tới bây giờ thì mình phải nói là ông Putin là rất là cao cờ và ông ta đã giữ được, nhưng mà giữ được bao nhiêu lâu nữa nó là một cái chuyện. Nếu mà nhất là nếu mà Ukraine, quân đội Ukraine họ thắng ở vài chỗ nữa thì mà có nhiều cái chuyện như là quân đội Nga mà trừ bị mà mang qua bên 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 Ukraine rồi bị bắt rồi, đã người cách đây có 2 tuần đấy mà bị bắt rồi, thì là những cái chuyện đó nó sẽ làm rối beng, và các người dân chúng Nga họ không muốn đánh nhau ở Ukraine, tại vì thật ra đó Ukraine và Nga nó cũng như là hai anh em, nói chung nó mình nó còn 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 gần hơn là người Huế hay là người Quảng Nam ở Sài Gòn. Tại vì thật ra cũng là một nguồn gốc, nhưng mà sau khi mà Liên Xô đã tan rã đó
thì Ukraine muốn theo cái gọi là cái ảnh hưởng của Ba Lan, muốn theo những cái nước nó cựu, những cái nước mà đã ở trong Liên Xô trước đây, đã ở trong Varsova, cái là hiệp ước Varsova đó, thì họ muốn tiến, họ muốn dân họ tiến, thì tự nhiên là thành công về vấn đề khi mà gia nhập NATO, khi mà gia nhập EU đó, thì Ba Lan rất là thành công, và họ đã nghe là gọi là có thể nói được là về vấn đề phát triển kinh tế họ đã phát triển rất là mau. Do đó Ukraine cũng muốn theo gương của Ba Lan để nghĩa là gia nhập EU và gia nhập NATO, để có cái gì rất là dễ hiểu thôi, để có vấn đề nghĩa là kinh tế khá hơn, để cho nghĩa là có tăng trưởng kinh tế, để cho có dân chúng họ giàu có hơn. Thì mình thấy đó là cái gì nó xảy ra khi mà quân đội Nga đánh vào Ukraine đó, họ đã cướp bóc rất là nhiều. Mình thấy là ví dụ như là họ chở cái máy giặt, chở những cái, thì mình có khác thì mình không nhớ gì, nghĩa là dân miền Bắc khi mà đánh vào Sài Gòn, khi mà vào Sài Gòn thì mang tủ lạnh mang ra ngoài Bắc, đúng không? Thì mình thấy là hai cái mức sống nó khác nhau. Mức sống của lúc đó đó thì nghĩa là dân ngoài Bắc vào đó thì kiếm đồng hồ không người lái, hay là những cái chuyện đó, hay là radio, những cái đài. Thì Nga đó thì họ lấy cái lớn hơn, họ có xe hơi chở mấy cái máy giặt máy ủi vân vân. Thì mình thấy là ở đây đó phải nói được là cái chiến tranh Ukraine nó trước đây đã được che giấu bằng một cuộc hành quân đặc biệt, nhưng mà khi mà có động viên rồi thì nó là chiến tranh rồi. Thì dân chúng Nga càng ngày càng không ngồi yên được, vì con em của họ phải ra chiến trường. Mà con em, tôi đã nói ở đây nhiều lần là tôi đã làm ở Afghanistan, và Afghanistan là một nước chậm tiến hơn là Ukraine 1.000 lần. Vậy mà Nga sau 10 năm cũng phải thua, tại vì không có lính để giữ được. Thì ở đây đó, trước khi đánh đó, khi mà người ta nói, người ta thấy là Nga có độ 200.000 quân để đánh vào Ukraine, thì ta nói không thể được, không thể được, có thể đánh được vào một hai tỉnh thôi, nhưng mà không làm sao chiếm được, làm sao giữ được. Thì quý vị cũng thấy rồi, tại những cái tỉnh mà có trưng cầu dân ý thì những cái người đó vẫn bị du kích, vậy vẫn bị có ngồi yên đâu. Do đó bây giờ Nga có mang 300.000 quân đã có rồi chứ không phải không, nhưng mà chưa tới 300.000 thôi, nếu mà cũng không giữ được Ukraine đâu, tại vì Ukraine quá lớn, Ukraine nó hơn 660.000 cây số vuông, thì làm sao bao nhiêu người mới đủ giữ được, đúng không? Thì ít nhất đó, nếu mà như vậy đó mà giữ 4 tỉnh đó, Nga phải đổ không phải là 300.000, phải đổ như là 500.000 lính vào chứ, thì may ra mới giữ được. Nhưng mà tất cả nó, quý vị thấy hiện giờ đó là cái cán cân về 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 quân sự đó càng ngày nó càng thiên về Ukraine. Tại sao? Ukraine khi mà đánh nhau đó, Ukraine đã tổng động viên rồi. Quý vị có thấy bao giờ đàn ông Ukraine chạy ra nước ngoài không? Chỉ có phụ nữ và trẻ em thôi. Thì trong nhưng mà trong khi đó họ họ đào tạo, nhưng mà họ không có đủ súng ống. Bây giờ với vũ khí của Tây phương, càng ngày họ lại có càng có nhiều súng ống gọi là Tối tân tinh, tăm. tối tân. Và vì vậy đó họ thành công phần nào ở trong đó. Mình thấy khi mà họ chiếm mà Izum đó, tôi thấy trên những cái xe toàn là súng Mỹ không à. Mình ở Việt Nam mình đã thấy rồi, là mình phải biết ngay là súng đó là không phải là súng Nga, súng đó là súng của Mỹ nghĩa là súng máy 12.7 đó. Mình thấy nhiều cái chuyện như vậy, thì cái cán cân quân sự càng ngày càng thiên về
phía Ukraine. Đó là một Vâng, vấn đề. bây giờ thì thưa anh Quân có hai cái vấn đề trước khi mình kết thúc chương trình. Bây giờ trong những ngày vừa qua đó thì bên Âu Châu lẫn bên tố cáo đó, là đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn dầu Nord Stream bị leak, và người ta nói rằng là đây có sự phá hoại. Thì có người cho rằng bên Nga nó là bên Âu Châu, rồi bên Âu Châu nó là Nga. Thì anh nêu lên cái vấn đề nó như thế nào? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là Mỹ và Tổng thống Joe Biden cũng như là ông Sullivan, tức là cố vấn an ninh, đã cảnh báo với Nga nếu dùng vũ khí hạt nhân đó, thì nó vô cùng tác hại nếu mà Nga dùng trước. Thì bây giờ xin anh có thể cho biết với cái nhìn của anh. Trước hết đó, tại vì quý vị không có đọc thôi. Nếu mà quý vị đọc mà theo dõi tin tức kém, thì chính CIA đã nói cách đây 5 tháng, đã nói là Nga sẽ phá phách vào các đường dẫn dầu, ống dẫn dầu dưới biển. Nói còn nói rõ như vậy, nghĩa là Nga sẽ sabotage, nghĩa là phá hoại các đường ống dầu dưới biển. Tại sao họ họ phá? Anh cho biết nguyên nhân. Đối với tôi đó, quý vị biết là Nga đã dùng dầu khí, mà khí đốt đó, nhất là khí đốt là một nghĩa là vũ khí, Áp tại vì Âu Châu đó nhập khẩu 40%, và do đó không có khí đốt của Nga đó, vì vậy đó, giá cả nó lên rất là nhiều. Đó là một cái. Thứ hai nữa là ông Putin đã dùng, không phải là một cái chiến tranh mà gọi là đánh nhau mà ấy không, nhưng mà đủ mọi phía hết, vừa lương thực, vừa khí đốt, vừa nghĩa là sử dụng nghĩa là internet, phá hết, phá. Do đó cách đây mấy tháng rồi, CIA đã cảnh báo các nước Âu Châu là Nga có thể, lúc đó thì họ tin tin tình báo thì họ nói có thể phá những cái ống dẫn dầu khí dưới nước, dưới mặt biển. Do đó thì nó không có lạ gì cái chuyện đó. Tôi nghĩ là cái chuyện mà gọi cái thứ hai đó, câu hỏi của anh Hoàng Bách hỏi quý vị nhớ đây, cách đây chưa tới 10 ngày, trên chương trình 60 Minutes của CBS đó, thì chính tổng thống, người ta đã hỏi tổng thống Biden là nếu mà Nga sử dụng vũ khí nguyên tử thì sao? Thì ai cũng biết là nếu mà có chiến tranh, mà chính Nga cũng vậy, cũng nói là nếu mà có chiến tranh, nếu mà dùng vũ khí nguyên tử không có ai thắng được. Thì tổng thống Biden có nhắc một cách rõ ràng: Done, 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 đừng có dùng. Ông nói là đừng có dùng 3 lần, chứ không phải là không. Cái thứ hai nữa, cái này là cái đánh giá cá nhân của tôi thôi, thì tôi nghĩ đó là hiện giờ tình báo Hoa Kỳ biết là quân đội, mà nghĩa là khí giới hạt nhân của Nga đó không có điều động gì hết, chưa có nhúc nhích gì hết, chỉ nói miệng thôi. Nhưng mà nghĩa là cái quân đội đặc biệt mà lo về vũ khí nguyên tử đó, vũ khí hạt nhân đó, không có nhúc nhích gì cả, họ vẫn ở trong trại, vẫn ở trong doanh trại. Do đó đây nó là một cái mà quý vị nếu mà thấy Nga rõ đó, Nga những cái người Ukraine họ nghĩ gì, họ nói là bây giờ nếu mà Nga dùng vũ khí hạt nhân thì sao, thì họ nói rõ ràng là không có đâu, chỉ dọa thôi. Tại vì vũ khí hạt nhân mà nếu mà bắn vào tôi nữa, thì gió nó thổi nó cũng bay vào ông vậy, thì đâu có phải ông tránh được đâu, đúng không? Mà họ đã có cái kinh nghiệm của gọi là nhà máy hạt nhân Chernobyl. Chernobyl là ở gần Kiev đó, thì đó hồi xưa nó đã nổ và nó đã gây biết bao nhiêu, nghĩa là tại vì khí trời đó nó đâu có, anh đâu có cấm được, gió nó thổi đi đâu thì nó đi đó, thì chính Nga cũng bị rất là nhiều, và nhiều chỗ của bên Nga hay là ở Chernobyl bây giờ không có người ở, tại vì khi
khi nào có vấn đề mà nguyên tử đó dính vào nó là 40 năm, 50 năm không có thể ở được. Thì quý vị thấy ví dụ cái nhà máy như là Fukushima cũng vậy, thì nhiều chỗ là phải bỏ trống, không có được ở, tại vì ở đó thì nghĩa là nguy hiểm vì cái chất, nghĩa là chất, nghĩa Phóng là xạ. đó, thì đó, vì vậy đó, theo cái đánh giá của tôi đó, đây nó là một cái vấn đề tuyên truyền cũng như là vấn đề dọa nạt, cũng như là bỏ, nghĩa là khí đốt, bỏ cái này bỏ cái kia, nhưng mà thật ra đó họ tìm được hết. Ví dụ bây giờ Đức đó là họ đã ký với lại Qatar rồi, và thật ra đó là ở trong này đó mấy ông, mấy công ty Pháp đó là họ có lời, tại vì họ đầu tư lâu rồi vào khí đốt ở Qatar. Qatar là nhỏ lắm, ông thấy rồi, ông tôi đi có 2 tiếng hồ đã hết trơn Qatar rồi tôi, tại vì hồi đó đó ở Afghanistan đó phải xin visa vào Afghanistan thì tôi phải xuống Qatar lấy visa, tại vì tôi đi hoài đó. Thì ở đây đó tôi chỉ nhắc cho quý vị thấy đó, nó có một số chuyện nó có thể xảy ra, nhưng mà nghĩa là không biết, tại vì khí giới nguyên tử đâu có phải ông bóp là ông bấm là người ta chấp nhận đâu, thì nó phải qua nhiều khâu và qua nhiều người. Thì liệu mấy ông tướng Nga đó họ có để cho ông kia sử dụng vũ khí nguyên tử không, đó là một cái chuyện. Nên là tại vì người ta ở cái cấp đó là người ta có suy nghĩ hết, chứ không có phải là để nói được là dân chúng mà không có hiểu. Thì ở chỗ đó là tôi nghĩ là khó mà nó có thể xảy cái chuyện đó ra. Dạ vâng, qua trình bày của tiến sĩ Đinh Xuân Quân, chúng tôi xin phép được khép chương trình ở đây. Trước khi chia tay với quý khán giả, chúng tôi cũng mong quý vị hỗ trợ bằng cách quý vị subscribe, like và share chương trình và giới thiệu chương trình cho quý thân hữu bạn bè. Và chúng tôi cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị cũng như tiến sĩ Đinh Xuân Quân những giờ còn lại thật là bình an với gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Mời anh Quân. Vâng, xin trước hết là sắp sửa cũng tới như là bầu cử, thành ra trong những cái tuần tới đó nó còn nhiều chuyện, nghĩa là rất là hấp dẫn đối với chúng tôi ở Cali, thì nghĩa là fake news rất là nhiều, fake news rất là nhiều, do đó cái gì là sự thật, cái gì là giả, thì do đó thì chúng ta cũng phải cố gắng để làm nên khi mình tránh được cái chuyện đó, mình nói sự thật đó. Mình có thể thiên bên này thiên bên kia không có vấn đề, nhưng mà đừng có nói láo, tại vì cái người nào mà dựa trên không có nói sự thật đó, thì mai mốt cái người ta lên cầm quyền đó, thì họ thiếu gọi là cái đức tính và gọi là sự thật. Tôi nghĩ nó là quan trọng nhất, mà nếu mà chấp nhận được mà ăn gian nói dối đó, thì con người ta cũng không ra gì hết. Do đó nó là cái chuyện rất là quan trọng và tôi muốn nhắc cả. Thì trong những tuần tới là tôi nghĩ là càng ngày là càng hấp dẫn nhiều cái câu chuyện nó sẽ hấp dẫn hơn, và mong là nên là nó sẽ lôi kéo khán thính giả hơn, nhiều hơn. Việt Nam mình có câu là một sự bất tín á, là 10 sự bất tín. Nếu mà có ai đó mà cứ nói dối đó một lần hai lần thì sau đó người ta không còn tin tưởng nữa. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.